lấy tiền trả anh ơi. Khỏi đại không cần. Dạ khỏi đại anh ăn luôn. Cho con bịch nước đậu luôn đi. Dạ dạ. Nhiêu tiền là nói ảnh đưa giùm con luôn. Wow, nước dừa. Hủ. Đậu hủ, nước dừa. Tại con thấy nó không sôi chứ nó mà nó còn nó sôi lên con thấy nó hấp dẫn lắm. Vậy hả? Con thấy cái nồi này nó hấp dẫn nè. Đó. Rồi. Đây con. Rồi, con cảm ơn. Đường hấp dẫn ha. Có hột hướng dương để buồn buồn ngồi cắn luôn nè. Nhìn là biết rồi. Hồi giờ không thấy đi ngang qua đây cô. Bữa nay cô mới đi vô đây đầu tiên. Tại vì cô ở ngoài đường không hả? À vô đây chắc cũng bán được thứ bảy chủ nhật đồ đông á. Ừ, chứ không biết chứ thường thường là cô ngồi trên chợ. À à. Bữa nay ngon nè. Chậm thì cô mới đi. Ngon. Cho con ly nữa đi. Mang về dành cúng ông địa ăn. Có cái ly múc sẵn nó lấy luôn được không? Y như vậy luôn, con lấy dùm kia.